Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Vương Siro đây. Hôm nay thì Vương Siro sẽ quay trở lại kênh với một trong những series video, đó là series review anh em nhé. Ok, và trong series này thì đối với những anh em nào chưa theo dõi kênh để biết là trong cái series này mình sẽ review về rất là nhiều thứ, mà từ những cái mà liên quan đến sức khỏe này, liên quan đến đời sống này, liên quan đến những cái món đồ, những cái quyển sách mà anh em thích, hoặc là những cái đồ chơi mà anh em đang rất là hot trên mạng đó. Thì hôm nay thì mình sẽ review một trong những sản phẩm cực kỳ hay, đó là một cái lưỡi đó. Đây là, mình gọi đây là cái lưỡi anh em nhé. Đó, thì cái này anh em có thể sử dụng đấy anh em. Về tổng quan sản phẩm thì nó sẽ đây, mình sẽ xem độ dài của nó này. Đây, độ dài của nó thì gần bằng một ngón tay cái, nghĩa là chỉ tầm khoảng 7 cm, 8 cm thôi. Đó, rất là nhỏ. Độ dày của nó thì nó chỉ tầm khoảng 3 mm thôi, đâu đấy tầm khoảng 3 mm thôi anh em nhé. Anh em sẽ thấy rất là ok. Trên này nó có những cái vân anh em nhé. Đây, có những cái vân đó, trên những cái vân này đó, anh em thấy không, trên cũng có những cái vân này, và đây nó sẽ có lưỡi dao này, không có lưỡi dao này, lưỡi dao rất là nhỏ. Thì những cái này thì mình có thể đưa vào trong cái kẽ đây, đưa trong cái kẽ này, mình có thể xiên vào này đó, xin vào để anh em có thể xin vào, anh em có thể làm những cái khác nhau đó. Thì trong kẽ chân thì anh em trong kẽ chân và kẽ tay cũng thế thôi, thì anh em sẽ xin vào để anh em có thể kéo những cái bụi bẩn ra, và mình nghĩ là rất là ok đối với những anh em mà sử dụng hoặc là làm việc lâu dài ấy, thì mình nghĩ sẽ rất là ok đấy. Đó. Thì anh em hãy nhìn này, đó, rất là mỏng đúng không? Rất là mỏng đúng không? Nó chỉ có một kích thước rất là nhỏ, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái dụng cụ rất là cần thiết cho những cái vật dụng mà anh em có thể bắt gặp đâu đó nên anh em nhé. Ok, và đó là cái video hôm nay của chúng ta. Thì mình hy vọng là anh em sẽ thích video này, và nếu anh em thích hãy để lại cho mình một like này, một comment này, một chia sẻ để có thể đưa video nhiều hơn đến mọi người. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi.